Sao rồi, bạn báo cáo cô làm tới đâu rồi? Dạ em làm ngày mai em nộp tới thầy nha thầy. Vậy hả? Dạ. Chà, năng nộ dữ ha. Nói thiệt chứ đúng là tôi chọn mặt gửi vàng đó. Trường mình mà ai cũng được như cô, tôi nói hả, hơn cả tiên tiến, xuất sắc luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Cái gì vậy? Em sao vậy? Sao vậy? Thành Phú làm em hết hồn hết vía à? À xin lỗi. Nè, ngày mai cuối tuần á, mình đi khu lịch sinh thái với Đồng Nai chơi nha. Đi từ sáng sớm, rồi mình chơi thỏa thích, tối mình về. Dạ, đi thầy. Vậy nha. Dạ. Nè, viết nha. Cảm ơn thầy Phú. Chết rồi. Vậy nha, anh về trước nha. Dạ. Tối anh gọi. Chết chưa. Muốn đi chơi lắm luôn á, nhưng mà còn bản báo cáo của thầy Quyền nữa, sao bây giờ? Sao chưa gì à? Em không có sao hết trơn á, thầy Quyền. Cô bị sao vậy? Em không có sao á thầy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thầy biết không? Vì sao cô khóc? Em cảm ơn thầy. Em có một người bạn thật mà bây giờ đã bị bệnh nan y thầy ơi. Tội nghiệp không? Mà gia đình của nó không có ai chăm sóc nó hết, chỉ còn trông cậy vào một mình em thôi. Nhưng mà bây giờ ngày mai em phải lập bản báo cáo, làm sao mà em có thể nào em bỏ công việc của mình, nhưng mà bạn của em làm sao em có thể bỏ nó một mình. Thôi 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 thôi, nín, bây giờ vậy bạn của nó ở đâu lận? Dạ, bạn em ở xa thầy. Xa là xa cỡ bao nhiêu? Ở spa. À, nó làm chăm sóc da hả? Dạ. Spa là nó làm chăm sóc da. Spa. Spa. Wow. Xa lắm nha. Chà, từ đây mà cô lên cô chăm sóc cho bạn cô cũng phải 2-3 ngày cuối tuần đó. Rồi cái vụ bản báo cáo làm sao đây? Có ai giúp làm giùm em không? Bạn em. Em không có để bạn em một mình. Thôi được rồi, được rồi. Cô cứ đi thăm bạn đi, rồi cái vụ báo cáo đó tôi sẽ nhờ người khác làm thế cho cô nghe. Dạ được thầy. Dạ được. Cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe bạn cô nghe. Dạ. Nhà thì ở miền Tây, mắc mớ gì quen bạn Tây Bắc. Xin cái khăn. Cứ ba ăn đi. À, ủa mà đi đâu vậy con? Dạ con đi khu lịch sinh thái Đồng Nai chơi. À, con đi nha mẹ. Ủa không, thằng Phúc đi đâu vậy? Đi Đồng Nai du lịch mà. Thằng này lạ ha. Sao cuối tuần lần nào cũng đi chơi sớm rồi khuya mới về? Bà ngộ, nó đi dạy suốt tuần rồi cuối tuần nó đi du lịch rồi bình thường. Nó ở con thân bệnh lo gì. Nhưng mà tôi thấy lạ nghe không? Lạ gì? Tôi nghi lắm nghe. Nghi thằng này đang cặp kè nè. Ngộ ghê. Chuyện cặp kè là chuyện của nó. Nó đang ở một mừng một. Ô. Alo, lâu quá rồi mới gặp nha. Sao, dạo này khỏe không? Hả? Ông chết rồi hả? Em có khát nước không? À, dạ, tí nữa tới chạm dừng chân ra em mua luôn thầy.
Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Thầy Quyền hiểu phó kia. Chụp em lại thầy Phúc ơi. Thầy Phúc ơi. Ok, thầy Phúc. Phúc tê tê. Phúc tử tế, Phúc thật thà. Dạ, em chào thầy. Dạ, tự nhiên là gặp ba đây. Sao ngồi ở đây? Lên trên ngồi với tôi cho nó vui nha. Ê, dạ không, em ngồi được rồi thầy. Với lại đồ đạc em để ở đây. À, thì đồ đạc để đây thì tùy thôi. Dạ. Dạ sao thầy Phúc? Hay là mình lên mình chào thầy Quyền tiếng đi. Thôi, thầy Phúc chào thì được, em không có chào được đâu. Chứ không lẽ bây giờ em núp đây hoài sao? Cùng lắm thì mình nói là mình vô tình gặp nhau thôi. Không, không được đâu thầy Phúc ơi. Báo cáo em chưa có làm xong. Mà tại vì em muốn đi với thầy Phúc cho nên em đã nói dối với thầy Quyền. Em chưa làm xong báo cáo. Dạ, em nói dối với thầy Quyền là gia đình em có chuyện. Nếu mà bây giờ thầy Quyền bắt gặp em ở đây là chắc thầy Quyền giết em chết thầy Phúc ơi. Thầy Phúc! Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cho thầy lon cà phê. Tôi lon, thầy lon. Cảm ơn thầy. Nhưng mà tôi thấy ngồi dưới đây nó sốc chết luôn đó. Ông ấy lên ngồi với tôi đi, có bạn cho nó vui. Đi. Đi. Lại bí mật. Thầy. Thầy gì vậy không? Tại vì em muốn ngồi đây. Em còn trẻ thầy. Muốn ngồi dây dằn. Sốc vậy nè. Khỏe mạnh thầy. Ấy là tuổi trẻ. Còn mình là tuổi già chứ gì. Dạ đâu có. Em đâu dám nghĩ thầy vậy. Mà sự thật là vậy thầy hả? Buồn 5 phút thôi. Thầy Phúc, hả? Sao thầy không lên trên đó thầy ngồi với thầy Quyền đi? Chỉ khi mà thầy lên thầy ngồi thì thầy Quyền mới không có xuống đây nữa. Nhưng còn cô làm sao? Em không có sao hết trơn. Đi đi thầy, thầy lên trên đó thầy ngồi để em nói với thầy luôn á. Chị cũng ngồi đây nha. Dạ dạ. Quý khách xuống xe đi vệ sinh, ăn uống nghỉ ngơi trong 15 phút. Sau đó chúng ta lên xe số 51B11085. Ông lựa cái chỗ phong thủy tốt, ông mới dừng lại cho đi toilet. Tài xế à. Dạ, thầy ngồi đây nha thầy. Em xuống canh đồ cái. Cái gì? Làm gì phải xuống nó canh đồ? Bộ đồ để vàng trong đó hả? Dạ đâu có. Em xuống canh nha thầy. Quyền, Quyền, cô sao Quyền? Dạ có sao thầy ơi. Em mất vệ sinh quá à. Em muốn đi vệ sinh. Sao giờ thầy Phú? À, hay bây giờ tôi sẽ rủ thầy hiệu phó đi cà phê. Lúc đó cô chạy thẳng nhà vệ sinh đi chứ. Dạ. Ừ. Tưởng làm lon cà phê tỉnh táo thầy hả? Trời ơi, nãy tôi lon, thầy lon rồi mà chưa đã nữa hả? Tôi có cà phê lon rồi. Vậy à, mình làm trái dừa cho nó mát mẻ thầy. Nước dừa là lợi tiểu đó. Rồi không lẽ bắt thầy xế nó dừng giữa đường cho mình. Hay là mình đi xuống đi. Mình dạo cho nó mát mẻ thầy ơi. Tôi đang ngột ngạt quá. Thầy sao vậy? Ở ngoài nắng chang chang nha. Xuống dưới đó không mát hả? Trong khi ngồi đây nó thoải mái nè. Có máy lạnh nó phù vô mặt. Mình không sướng sao được. Vậy thôi. Khoan. Xuống canh đồ phải không? Go. Em đi thầy. Ừ. Dạ. Thầy Quyền không chịu xuống xe thì phải làm sao đây? Trời ơi, bây giờ sao đây? Thầy Phúc. Hả? Cái vali đứng ngoài vậy thầy. Vali nào? Đó đó. Chắc của cổ. Thầy Phúc. Hả? Hay là mình xài cái chiêu đó nha.
không được rồi em ơi. Hay là bây giờ mình nói thật cho thầy Quyền biết đi. Nói thiệt cho thầy Quyền biết đó mới là không được đó thầy. Thầy, bỏ em chỗ đó đi. Ủa thầy Phúc. Dạ. Thầy đi đâu vậy? Dạ em đi vệ sinh. Thầy có duyên đi. Đi vệ sinh là tự nhiên rồi vác cái vali theo chi. Dạ người đâu của đó. Em đi cho thầy. Để tôi coi cho. Dạ thôi. Để em tự coi được rồi thầy. Tôi đồng ý với thầy là người đâu của đó. Nhưng mà ông này không tin tưởng tôi sao? Dạ. Tôi phụ thầy. Vậy nó có đi xuống. Thầy. Sao thế? Hình như bạn hơi nặng tay với mình đấy. Dạ em xin lỗi thầy. Em đi với thầy. Em mắc có thầy ơi. Em đi với thầy. Mắc thì đi thôi. Chết rồi. Dạ. Coi chừng bể đồ. Dạ không sao. Em đi với thầy. Toilet không mà cũng khổ ha. Cô Hiền, có cần thiết phải vậy không? Đợi em lại đi thầy Phúc. Nếu mà không cần thiết, em ở cần phải cực khổ như vậy. Nhưng mà nói em bài não đi là không được. Dễ thương à? Dễ thương à? Cấn cái não à thế Phúc ơi. Cố lên thầy Phúc ơi. Chịu khó chút xíu nha. Áo trang vàng em về yêu hoa cô thương. Áo nàng xanh anh mến mà sao. Ủa đi vệ sinh làm gì mà lâu dữ vậy? Dạ em đứng dưới đó em hít thở không khí trong lành. Ông khùng ơi. Không có ai mà vô nhà vệ sinh để hít thở không khí trong lành hết á. Thôi thôi lên xe. Dạ. Trời ơi! Trời ơi! Em xin lỗi, em bị quán tính. Tôi cứu đề nặng hơn hồi nãy đó. Em nói thầy rồi, thầy đừng có đụng vô. Để em tự làm, vậy nha thầy. Cô giúp người mà bị hai đá là... Cô sao không Huyền? Để tôi mở cho cô ra nha. Thầy làm gì ở đây? Ngồi trển nó bị nắng nó táp vô má. Sợ đen. Xuống đây ngồi với thầy cho nó vui. Chú đi bắt tay. Còn khoảng một tiếng nữa mới tới mà anh. Nhưng mà tôi có chuyện gấp lắm. Cho tôi chú đi bắt tay. Nè, bây giờ cô an toàn rồi đó. Tôi mở ra cho cô nha. Dạ, em không có sao hết đó thầy Phúc. Ờ. Dạ. Cảm ơn thầy.
Ê, 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 Phúc con, Phúc. Trời đất ơi, sao nói đi du lịch một gặp vàng gì này còn ở đây? À, dạ, con có việc phải ghé xuống đây. À. Dạ, ủa ba đi đâu đây? Ba đi đám tang người bạn. Cũng gần một gặp vàng. Đi, lên xe ba chở đi luôn. À, dạ thôi, dạ thôi. Để con đi xe buýt được rồi. Không, mà đi, đi sẵn xe đi chở đi. Được, mình tính. Ba với chú lên trước đi, con lên sau. Ờ, ra kêu lên nghe. Dạ, mở cửa con, mở cửa. Rồi, anh lên đi, anh lên. Rồi, lên xe đi. Nè, hay là em ra em chào ba anh tiếng đi, nha. Thôi, không được đâu thầy Phúc ơi. Bây giờ mà ra xuất hiện kỳ lắm. Với lại trong đây em thấy thoải mái, mát mẻ như là khách sạn vậy đó. Em được rồi. Không sao đâu. Ba cái gì vậy con? Nè, dạ. Sao không đem Ly lên rồi đứng rồi lèm bèm ông mình đi giống phụng quá chứ con. À, dạ đâu con lên liền, con lên. Để đi. Dạ. Lên. À, đó coi con đi du lịch mà đem chi cái vali bự quá trời quá đất vậy con. Dạ bạn con biết con xuống chơi cho nên nhờ mua ít đồ. Trời ơi, đi du lịch đi xe khách mà gửi mua đồ gì bự quá trời nặng bạn bè kì. Thấy vậy thôi chứ không nặng đâu ba. Nãy nay lạ. Đó, mai là có ba tới kịp đó, thôi con đứng ngoài mưa rồi đó con. Dạ. Đi bắt tay. Cô có sao không vậy? Em không có sao hết trơn á. Xin lỗi cô nha. Dạ, dạ không, đang nghĩ là người xin lỗi phải là em mới đúng, em làm phiền thầy rồi. Em xin lỗi nha thầy Phúc. Cố gắng nha, sắp tới nơi rồi. Dạ. Ê con, sao nói chuyện với cô ba đi hoài vậy con? Dạ, đâu có đâu ba. Trời ôm cái vali suốt vậy đó hả? Dạ, con thích ôm vali rồi ba. Ngộ. Để tôi kiếm một quán nước rồi để mọi người xuống nước nha. À, xuống nước nha con ha, khát nước rồi. Dạ dạ. Ở chỗ này chút nha. Rồi. À. Bỏ quá. Tự nhiên mưa qua đây nắng chang chang. Ờ, xuống vô uống nước con. Đi vô đây. Dạ. Vô con, lại xuống con. Bình ghé đây uống nước. Ủa cái gì vậy? Sao, dạ. Sao đem vali xuống chi không để nó trên xe? À, con thích thì con khinh chúng rồi. Trời đất ơi, thấy không? Không biết là học bài ăn nói với cha nó thì kiểu gì đó. Trời đất ơi, con của anh đừng giống anh, chứ giống anh. À nè, dạ. Mà là ôm hoài vậy, coi như vợ vậy trời. Thích thì sao không chụp hình luôn đi. Ừ, được. Ý kiến hay. Nói. Chú, chú có cái hình đi chú. Mày làm thiệt hả? Dễ thương mà ba. Trời ơi. Ở đây chú, chú. Rồi tôi đi qua đi lại tưởng nó ôm vợ nó chụp hình. Đây là lần đầu tiên á tụi con chụp hình chung đó ba. Chồng nha, chồng nha, đây một hai ba nha. Một hai ba.